Văn Cường và Tuyết Nhung, hai người con nuôi của Phi Nhung vừa đi trao quà Tết tại ấp Tây Kim, xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, Đồng Nai. Đã 3 năm kể từ khi Hồ Văn Cường giành chiến thắng cuộc thi Việt Nam Idol Kids, hiện, giọng ca nhí sinh năm 2003 đã lớn phổng phao. Mới đây, quán quân Hồ Văn Cường cùng Tuyết Nhung tham gia một chuyến từ thiện tại ấp Tây Kim, xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, Đồng Nai hai người con nuôi của nữ ca sĩ Phi Nhung diện trang phục giản dị trao quà ngày cận Tết. Hai giọng ca nhí còn gửi tới bà con những bài hát về ngày xuân. Hình ảnh Hồ Văn Cường biểu diễn ngay tại nơi trao quà với loa và âm thanh thô sơ. Sân khấu chỉ là những tấm ván được ghép lên. Giọng ca nhí dạng dỡ trong suốt chuyến đi từ thiện. Được biết, chuyến từ thiện được tổ chức bởi stylist Tân Đà Lạt và nhấp ảnh gia Tom Nguyễn. Người mẫu trang lạ cũng quyên góp nhưng vắng mặt trong buổi trao quà. Hồ Văn Cường và Tuyết Nhung nhận được sự yêu mến của nhiều bà con tại ấp. Sau khi trao quà, hai người con nuôi của Phi Nhung được bà con đưa đi thăm vườn cây. Hồ Văn Cường hiện tập trung học tập và chỉ thi thoảng mới đi hát. Cậu nhóc càng lớn càng điển trai. Ngoài Hồ Văn Cường và Tuyết Nhung, chuyến đi từ thiện còn có sự góp mặt của MC Nam Hy. Hoa hậu Hoàn Vũ nhí 2018 Lan Vi. Lan Vi mới 13 tuổi nhưng đã cao một mét hải dọa đánh chấn thành vì không mỉm cười tập cuối thách thức danh hài khiến khán giả cười lên bờ xuống ruộng với sự xuất hiện của thí sinh giả gái trí vững ông xã Won được phen hú hồn bởi sự đe dọa của thí sinh này trí vững xuất hiện với vẻ ngoài nữ tính theo phong cách cổ trang khiến hai giám khảo thích thú nam thí sinh có màn giới thiệu bản thân dối não quê nội em ở vĩnh long ngoại ở cần thơ em sinh ra ở cà mau và học tập tại thành phố hồ chí minh em sinh năm 2000 nhưng trên giấy khai sinh là 1999, hiện tại em 18 tuổi nhưng ai cũng nói em 19 tuổi, em đi làm, làm sinh viên đó anh. Đồng thời, khi được Trường Giang hỏi đến thi cùng ai, Chí Vững cho biết thi một mình và khẳng định, em cân cả hai anh, chia sẻ của thí sinh này khiến khán giả trong trường quay bật cười thích thú. Trong phần thi đầu tiên, Chí Vững hóa thân thành một cô gái thủy mị thí sinh cho biết cuộc đời đánh rất nhiều loại đàn nhưng giỏi nhất là đàn ông. Thậm chí, Chí Vững từng cầm cây đàn táng vào mặt chồng vì tội chê đàn dở. Ở những giây phút cuối, khi nhìn thấy hai giám khảo không cười, anh cầm đàn tiến xuống phía dưới với điệu bộ hổ báo và hỏi, Anh Thành, anh thấy em diễn có hay không? Hành động này khiến Trấn Thành bật cười, mang về giải thưởng 2 triệu đồng cho thí sinh. Ông xã Harry Won nhận xét, anh cười vì em đầu tư trang phục tốt gương mặt em có duyên, đáng yêu nên anh cười khích lệ cho em. Đồng thời, anh khuyên thí sinh nên nói chuyện lớn hơn và có cách nhấn nhá đúng để tạo hiệu ứng. Thậm chí, diễn viên chờ em đến ngày mai sẵn sàng lên sân khấu để thị phạm cho thí sinh. Sau khi vượt qua vòng 1, Chí Vững có thời gian giao lưu với giám khảo. Khi được Ngô Kiến Huy hỏi chơi tiếp hay dừng lại, nam thí sinh bất ngờ gọi MC là Huy công công khiến anh ngơ ngác. Thậm chí... Thí sinh này còn đòi chém giọng ca giả vờ yêu khiến Trấn Thành và Trường Giang cười nghiêng ngả. Dù vậy, Chí Vững không thể vượt qua vòng 2 mà ra Europe, về tay trắng. Huấn luyện viên Tắc Hang, Seo không hài lòng với học trò. Dù dành lời khen cho lối chơi của đội tuyển DT Việt Nam nhưng huấn luyện viên Tắc Hang, Seo vẫn chỉ ra những điểm không hài lòng. Dẫn tới trận thua đầy nối tiếc trước DT Iraq. Trả lời cuộc họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Tắc Hang, Seo chia sẻ, dù thua trận hôm nay tôi nghĩ các cầu thủ đã chơi rất tốt chơi hết khả năng tôi nghĩ với trình độ thể lực và kỹ thuật cao hơn của iraq dt việt nam đã chơi không hề tệ tôi tiếc về quả thua cuối cùng từ tình huống đá phạt của iraq nhưng nghĩ rằng dt việt nam đã chơi rất tốt rất có tinh thần chiến đấu tinh thần việt nam dù vậy chiến lược gia người hàn rất không hài lòng với màn trình diễn của hàng thủ việt nam chúng tôi đã tạo điều kiện để họ có cơ hội đá phạt và ghi bàn một số cầu thủ của chúng tôi đã rất mất tập trung Và tôi có thể thấy thủ môn Đặng Văn Lâm không đứng đúng vị trí dẫn tới bản thua ở cuối trận Chúng tôi sẽ tập luyện nhiều hơn về vấn đề này Trận thua ngược Iraq khiến DT Việt Nam rơi vào thế khó khi đối thủ tiếp theo là Iran Ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch Kế hoạch của đội bóng là lấy một điểm trước Iran vì họ là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch ASEAN CUP 2019 Sau ngày hôm nay Tôi sẽ nghiên cứu kỹ hơn về họ. DT Việt Nam đã chuẩn bị rất tốt và chúng tôi muốn làm được điều gì đó trước Iran. Huấn luyện viên Tắc khẳng định, đánh giá về đối thủ Iraq. Huấn luyện viên Tắc Hang, Seo cho rằng chiến thắng với họ là xứng đáng. Iraq thể hiện rất tốt. Họ có lúc mất bóng và để thủng lưới nhưng đã có được 3 điểm ở phút cuối. Iraq xứng công đáng thắng chỉ hôm nay. Nguyên nhân khiến tuyển Việt Nam thua ngược trước Iraq. Tiền đạo. Công Phượng không giấu nổi sự tiếc nuối khi toàn đội đã cố gắng hết sức xong vẫn không thể giữ lại chỉ một điểm. Dù liên tục có bàn thắng vươn lên dẫn trước và tạo ra thế trận khá cân bằng với đối thủ, song đội tuyển Việt Nam đã không thể giành được dù chỉ một điểm khi để đối thủ thắng ngược với tỷ số 3-2. Qua đó gặp khó trong mục tiêu vượt qua vòng bảng khi chúng ta buộc phải cầm hòa Iran và thắng Yemen mới có cơ hội đi tiếp, chia sẻ sau trận đấu. Tiền đạo Công Phượng không giấu nổi sự tiếc nuối khi toàn đội đã cố gắng hết sức xong vẫn không thể giữ lại chỉ một điểm. Tôi rất tiếc với kết quả ngày hôm nay, thực ra hôm nay tôi luôn nghĩ rằng toàn đội đã thi đấu rất tốt, chúng ta có được lợi thế nhưng lại không thể giữ nó được đến phút cuối. Thua ngay trận đấu là kết quả khá bất lợi với DT Việt Nam nhưng tôi cùng các đồng đội sẽ cố gắng chiến đấu bằng mọi giá để ít nhất có thể tạo ra được điều gì đó đặc biệt ở hai trận đấu còn lại nói về nguyên nhân thua trận của DT Việt Nam, Công Phượng thẳng thắn. DT Việt Nam có những lợi thế nhất định trong trận đấu này. Tuy nhiên có khá nhiều tình huống toàn đội thi đấu không tập trung. Quá đáng tiếc khi chúng ta đã chơi tốt nhưng lại không có được ít nhất một điểm. Không còn là mơ. Hương Bàng Hoàng chạm mặt tường ở thực tại. Sau nhiều ngày nghi vấn về cái chết của tường thì nay khán giả đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi tường vẫn còn sống và Hương đã chạm mặt tường ở thực tại chứ không phải chỉ trong giấc mơ tiếp nối diễn biến của tập trước, đoạn review tập 108 gạo nếp gạo tẻ mở đầu bằng phân cảnh Hương đang trên đường đi đến bệnh viện để chăm sóc Hân sau khi Hân bị dao đâm. trong lúc ngồi trên xe và nói chuyện điện thoại, Hương bất chợt đòi tài xế dừng xe. ngay trong phân cảnh đó hình ảnh tường một cách rõ ràng, chân thực nhất đã xuất hiện sau một thời gian dài khi anh đột ngột mất tích. dường như tường không khác xưa khi anh vẫn lịch lãm, diện trang phục vest bước lên xe hơi sang trọng giống hệt như anh lúc là vị giám đốc cách đây 3 năm. Tưởng chừng Hương sẽ có thể gặp lại tường sau nhiều năm xa cách khi cô luôn phải đau khổ vì nghĩ rằng tường đã không còn tồn tại trên đời. Nhưng chính giây phút Hương vừa bước xuống xe chạy đến bên tường thì anh lại đi mất khiến Hương chơ vơ giữa đường phố. Cả hai tiếp tục bỏ lỡ giây phút hội ngộ thêm một lần nữa, sau cuộc chạm mặt đầy tiếc nuối với tường. Hương đến bệnh viện để chăm sóc hơn nhưng trong tâm trí cô luôn nhớ đến hình ảnh tường trước đó nên trở nên bần thần như người mất hồn, không quan tâm đến những chuyện xung quanh, nhìn thấy biểu hiện khác lạ của chị mình. Hân liền hỏi Hương, chị hai, có chuyện gì mà chị bần thần vậy? Có chuyện gì chị nói cho em nghe đi? Trước câu hỏi của Hân, Hương vẫn buồn chồn không yên. Cô nói sự thật về việc mình đã chạm mặt tường với đôi mắt đầy hy vọng tường vẫn còn sống. Chị đã thấy anh tường. Câu trả lời của Hương khiến Hân không dám tin sự thật. Khuôn mặt cô tỏ vẻ ngạc nhiên vì ai cũng biết Tường đã mất cách đây 3 năm. Gạo nếp gạo tẻ chỉ còn hai tập cuối. Hương và Tường liệu có gặp nhau một lần nữa để giải thích tất cả hiểu lầm. Tạo nên một cái kết hạnh phúc hay mối tình này sẽ tiếp tục gạo giờ nếp nữa gạo như 3 tẻ năm tập trước. 108. Hương khóc cạn nước mắt khi chứng kiến em song sinh của Tường cầu hôn Minh Anh. Tập 108 gạo nếp gạo tẻ gây bất ngờ với sự xuất hiện của Huy, em song sinh của tường cùng màn cầu hôn khiến cho Hương khóc hết nước mắt. Tâm trạng dối bời của công khi gặp lại tình địch cũ và quyết định của Hân trong mối quan hệ với Kiệt. Tiếp nối diễn biến tập trước, Hân kể cho Kiệt nghe về cuộc gặp gỡ với Hùng vào đêm trước đám cưới. Thực ra Hân đến gặp Hùng vì háo thắng, muốn chứng minh là cô đã tìm được một người chồng tốt, do bất cẩn làm đổ rượu lên áo, Hân bỏ đi. Khi cô quay lại thì Hùng đã say mềm và đi cùng một người phụ nữ khác, nghe những tâm sự của Hân, Kiệt khẳng định anh tin tưởng Hân, trong một diễn biến khác, Nhân nghi ngờ Phúc và Quý đang có chuyện che giấu mọi người, nhưng tiếc là anh không thể hỏi được thông tin gì từ Quý. Tại nhà Hương, Minh cũng tìm được sổ khám bệnh và những loại thuốc mà Hương đang giấu, cũng từ đó mà mọi người biết được Hương đang sử dụng thuốc an thần mỗi ngày để vượt qua cú sốc sau khi mất tường. Trên đường đến thăm Hân, hương thoáng thấy bóng dáng quen thuộc của tường nhưng hơn nghĩ rằng chị mình đang bị ảo giác trở lại công ty hương vui mừng khi được luật sư minh anh thúy diễm thông báo đã giải quyết được những rắc rối về lô hàng cấm khi tiễn minh anh đến trước cửa công ty hương bất ngờ thấy tường xuất hiện cô vội lao đến ôm chặt lấy người thương nhưng trái với những giọt nước mắt xúc động của hương người đàn ông ấy sửng sốt tự giới thiệu mình là huy và hỏi hương chúng ta biết nhau à hương ngất đi sau khi nghe câu nói này cũng vừa lúc đó công đến sau cuộc gặp bất ngờ huy đã gọi hương là chị và kể rằng mình là em song sinh của tường trong quá khứ khi mẹ tường đến thì thấy tường ngất xỉu trước nhà bà đã đưa tường sang mỹ nhưng tiếc là quá muộn cũng trong năm đó huy gặp chuyện kết thúc cuộc trò chuyện với hương huy đã tiến đến con gái của tường với nỗi xúc động khó tả ngoài ra Huy còn chạm chán với công khi cùng với mẹ và Minh Anh đến trang trại của công ký hợp đồng hợp tác, nghi ngờ thân phận thật sự của Huy. Công đã làm bẩn áo Huy và nhờ đó mà thấy được vết sẹo dài trên ngực anh. Công đoán chắc Huy là tường, người đã từng trải qua ca phẫu thuật tim. Tuy nhiên, vì nghe lời mẹ mà công coi như không biết chuyện này, để nắm lấy cơ hội trở về với Hương. Mặt khác, công đã thuê người bí mật theo dõi Huy, biết con trai mình đang là mục tiêu bị chú ý mẹ tường đã hẹn gặp công để cảnh cáo điều này càng khiến cho công chắc chắn là bà đang che giấu sự thật về tường số phận tiếp tục trêu đùa khi để cho hương tận mắt chứng kiến màn cầu hôn bất ngờ mà